Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí nhất thiết tức là bản tánh không tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là bản tánh không tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả dự lưu tức là bản tánh không tức là quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác. Quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác tức là bản tánh không tức là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng khác bản tánh không chẳng khác tất cả hạnh đại Bồ Tát, tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là bản tánh không tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nên các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán tất cả pháp đều bản tánh không, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này thiện hiện, vì lìa bản tánh không, không có một pháp nào là thật, là thường, có thể hoại, có thể đoạn. Trong bản tánh không cũng không có một pháp nào là thật, là thường, có thể hoại, có thể đoạn. Chỉ có những kẻ ngu si mê muội điên đảo mới khởi tưởng sai khác, đó là chấp sắc khác bản tánh không, hoặc chấp thọ tưởng hành thức khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn xứ khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tĩ thể thân ý xứ khác bản tánh không, hoặc chấp sắc xứ khác bản tánh không, hoặc chấp thanh hương vị xúc pháp xứ khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tĩ thể thân ý giới khác bản tánh không, hoặc chấp sắc giới khác bản tánh không, hoặc chấp thanh hương vị xúc pháp giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn thức giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tĩ thể thân ý thức giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhãn xúc khác bản tánh không, hoặc chấp nhĩ tĩ thể thân ý xúc khác bản tánh không, hoặc chấp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khác bản tánh không, hoặc chấp các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các bản tánh không, hoặc chấp địa giới khác bản tánh không, hoặc chấp thủy hỏa phong không thức giới khác bản tánh không, hoặc chấp nhân duyên khác bản tánh không, hoặc chấp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác bản tánh không.